người những hình ảnh đẹp nhất và lung linh nhất của Tết. Và đầu năm mới đến rồi, Xuân Vĩnh Thịnh đến rồi. Lúc Bảo và Nhã Phương xin gửi đến tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả các bạn một những lời chúc tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất trong đầu năm mới. Chúc mọi người có một năm mới luôn luôn hoan hỷ, sức khỏe bền bỉ, làm ăn thì hết ý, tiền giàu bất tỷ, tiền ra thì quý vị tiền tiêu thoải chí và tự nhiên ý. Công hỷ, chúc mừng năm mới.